Hương không biết tại sao, số Hương cũng may mắn lắm. Tất cả những người đàn ông đến với cuộc đời Hương á đều rất là yêu thương mình. Và đặc biệt chồng của Hương bây giờ cũng vậy. Cho dù trong cuộc sống Hương phải khẳng định rằng vợ chồng Hương có rất nhiều lần và mỗi ngày đều cơm không lành canh không ngọt, cãi lộn nhau rất là nhiều. Nhưng Hương vẫn thấy được rằng chồng Hương là một cái người dành hết tình cảm yêu thương cho vợ mình. Chỉ là chúng tôi khắc khẩu, không có hợp tuổi lắm nha. Cho nên á, cho dù Hương có thể nào Hương nói Hương nắm được bằng chứng trong tay, Hương cũng tin chắc rằng lỗi cũng là phần nào mình đã quá lạnh. Lỗi là phần nào là mình rất là không có may cho chồng Hương, rằng Hương là một cái người đã trải qua rất là nhiều biến cố. Cho nên đối với Hương mọi thứ bây giờ nó rất là bình thường. Bây giờ có cháy nhà thì Hương cũng sẽ biết là tìm cách nước dập lửa như thế nào. Hay là cho dù một là mình muốn đốt cái nhà này luôn, trụi luôn để rồi mình xây căn nhà mới. Còn nếu như mình muốn duy trì căn nhà này, mình sẽ biết đi đến đâu để tắt cái lửa đó đi, rồi mình lấy một cái bình xịt lửa mình xịt vô. Hoặc là đại khái là mình biết. Còn nếu như mình không biết, mình sẽ quảng lên, mình sẽ làm mọi thứ để làm sao, rồi mình rối đi. Thì cho nên là Hương nghĩ rằng cái việc là theo dõi chồng mình là không đúng. Bởi vì cái việc đúng nhất đó là hãy làm sao duy trì cho mối quan hệ giữa hai con người trong gia đình luôn luôn ổn. Bởi vì bạn phải tự bản thân chúng ta, mỗi người phụ nữ đều hiểu được rằng là mối quan hệ đó có vấn đề, cho nên bạn mới nghi ngờ chồng mình làm điều gì. Còn nếu như rõ ràng vợ với chồng bạn ngày nào cũng vui vẻ với nhau, ngày nào cũng dành thời gian yêu đương nhau, ngày nào cũng nhắn tin là em ơi hay anh ơi, mình đi chơi, mình ăn uống, thì rõ ràng bạn cảm thấy là mọi thứ đều ổn thì cần gì đâu phải theo dõi. Và cho nên Hương nghĩ cái điều theo dõi mà quan trọng nhất đối với Hương, thực tế nhất, đó là theo dõi túi tiền của chồng mình. Nó cứ vơi đi là nó có vấn đề, còn nó full, nó đầy là nó hợp lý. Rồi mình cũng phải theo dõi vật giá ngày càng leo thang, thì chồng mình cũng sẽ lấy vật giá leo thang thì ngày càng tăng bao nhiêu phần trăm, cứ đủ về như vậy. Ngoài ra chồng mình về đúng giờ đó, sức lực vẫn còn đủ để có thể vui chơi với lại vợ con, vẫn có thể dành thời gian chăm sóc con, phụ mình, thì ok, ổn, không sao cả. Hãy cho anh ấy một khoảng trời riêng, bởi vì mình cũng đâu có muốn anh ấy quản mình rằng tại sao suốt ngày đi làm nail, tại sao suốt ngày đi làm đầu, tại sao suốt ngày đi tám với bạn bè, tại sao suốt ngày lại đi mua quần mua áo. Các bạn không muốn thì chồng các bạn cũng không muốn điều đó.